Hãy chào tất cả các bạn ha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh mình ha. Nay mình đem ra hai con máy cưa mình test thử cho các bạn xem ha. Đầu tiên là con Tanaka các bạn. Ủa bảy, sorry. Con Zenith Kobisu G2501T ha. Và con Tanaka 330 nha. Con này thì lam dài hơn con G nè. Đó, giờ mình có cái khúc cây. Đó, mình test ha. Thằng nào em nào mà gớt xuống 5 phanh trước là thắng. Đó, anh này thì anh bắt con này, còn anh này thì anh bắt con này. Đó, anh em bắt con nào nha. Đi 1 2 3 mới giật chứ. Đâu có, giật chạy hết luôn. Chạy thôi, 1 2 3 nó mới cất. Ừ. Chạy luôn đi. Mày cứ chạy đi. Ông Tài ông đứng lần sau kêu quay đi ông Tài. Quay lần sau kêu cắt à. Vậy rồi đạp cái cây vô đâu. Thiên võ đạp. Đó, Tài đạp lên đây Tài, khoan từ từ. Hả? Quay hết được, thôi tao quay bệt. 1, 2, 3. Tao để sát vô. Mày đủ chưa? Trời ơi. Mấy cha cắt không biết cắt rồi. Mày cắt mày để sát vô vậy nè, cắt nhanh cực kỳ luôn, để vô vậy nè. Mày cầm đi tao quay cho mày coi. Ủa tao cắt cho mày coi. Gà hả? Trời ơi con gờ này dữ mà cha. Tính ra là vậy là con gờ thắng rồi các bạn. Con này 5 phanh con kia mới 4 phanh à. Đó. Mày để vô gì nè. Thì thực tế con gờ này anh em cắt là nó rất là sướng luôn, cầm một tay cắt thôi nè. Nè để vô gì là anh em cắt thôi nè. Nè như vậy thấy không? Rồi thấy chưa? Ủa, chưa giật. Ngáo đá luôn. Bật tắt lên. Gì vậy cha? Bật tắt lên. Có, nó có cái chế độ star đây nè. Rút này nè, con tắt bật rồi. Nè bạn, rồi cầm một tay nha, mình cầm một tay à. Đó, đưa đây nè. Gờ này nó ghê lắm nha bạn. Con này là không có vé nha bạn. Con này nè. Không, chứ phần rồi em cắt ngon lành coi, đưa cắt kiểu này coi. Không có, tại mẹ. Mẹ nó mới được. Mẹ đã xét qua con này nó lục hơn con G các bạn ha. Con G nó nhỏ nhưng mà nó cắt ghê các bạn. Thực tế mình cũng là làm gì cũng chơi hơi ép, cái con này xích hơi lục rồi nè. Xích này con này hơi lục hơn con G, nó mòn hơn rồi. Con G cái xích nó còn nguyên nè, nhưng mà nguyên hay không nguyên không quan trọng, quan trọng là nó bén các bạn ha. Ok, trò chơi nay kết thúc các bạn ha. Mình chơi nói chung thực tế là mình cũng không có chuyên nghiệp nha các bạn. Chơi nói chung là không có chuyên nghiệp lắm thì các bạn thông cảm ha. Mình thì không có gành mấy. Nói chung là người nước ngoài người ta test mình mắc ghiền, nhưng mà mình thì test thì nói chung là test chơi vui thôi chứ dạng không chuyên nghiệp nha các bạn. Rồi ok, cảm ơn chào các bạn đã xem video nha. Chúc các bạn một buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Các bạn cần mấy con máy này thì alo bên em ha. Con này 1.8 triệu, con này 1.7 triệu ha. Rồi ok, chào tất cả anh em ạ.